lên ông ơi, có chuyện gấp. Ủa làm gì mà hai căng quá vậy? Phải, nồi nãy giờ tôi đi kiếm mày cùng làng của xóm mày đâu vậy mày? Em bên nhà bạn em chơi mới vậy. Anh vừa tạm một cái quán lúc nãy đi, anh đi tán gái thì anh phát hiện ra là có một đứa để tên là bé Lâm, cũng như là nó đi lừa ạt người này người kia trong game ấy. Thì hết hại. Cái mấy nội anh em ơi, nó nhắn tin cho cái adbot của mình ấy, rồi nó kêu là đưa ạt cho nó anh em à. Trong khi đó là ạt của mình adbot ấy, tính ra là adbot nó cũng không tha luôn ấy. Tham lam. Ủa thằng có đi người đó không vậy? Trời ơi có mà, lúc nãy là anh đã lấy đi game rồi. Bây giờ mình biết là bé Lâm biết cách đột nhập anh em ơi. Ok, bây giờ mình với lại là bé Lâm là sẽ vô bên trong ạt của thanh niên bé Lâm Pha Kè đó, cũng như là xem bên trong là có những gì nha anh em mày. À, với lại là xem là nó lừa được bao nhiêu người rồi anh em à. Bán đồ thật sự luôn ấy. Rồi bây giờ đi đột nhập ha. Dạ. Rồi đi. Hello, là anh Sima đẹp trai có 102 đi anh em ơi. Thì tôi đang có mặt bên trong ạt của người giả mạo bé Lâm anh em à. Thì bây giờ anh em cùng tôi là xem bên trong ạt này là có gì mà gọi là bí ẩn, cũng như là thanh niên này giả mạo bé Lâm người lừa những ai nha anh em ơi. Đầu tiên thì tên là bé Lâm Gaming anh em à. Đây bé Lâm Gaming anh em ơi. Đấy. Thì nói chung là bé Lâm nó đặt tên này tôi không hiểu là thanh niên này pha ke kiểu gì mà y chang luôn anh em ơi. Ok, thì ganh nói chung là vẫn là ganh bạch kim là anh em à. Chắc là mình nghĩ thanh niên này không leo anh em ơi, chủ yếu đi lừa người này người kia ấy. Thẻ báo giá là không mua luôn nè anh em à. À, thẻ vô cực cũng mua được 2 mùa nè anh em ơi. Ok, gì đây? Đưa ạt bé Lâm sẽ được lên TV nhé. Trời ú là trời ảo ma kinh điển luôn ấy. Tính ra là nó kêu mọi người đưa ạt cho nó đi lên TV anh em ơi. Trong khi đó nó chính là pha ke luôn ấy. Ok, nhận của nó là 3.07 nè anh em ơi, cũng như là 28% delay sọt và 10.117 kill. Rồi, để xem là tử chiến như nào có giống như là nhận của bé Lâm không nha. Ok, 53% delay sọt và 14.597 kill. Ui, cũng kinh vãi trưởng luôn á anh em ơi. Rồi, bây giờ sẵn đây tôi review cái ạt này cho anh em xem luôn nha anh em ơi. Bây giờ xem là nhân vật nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này anh em ơi. 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12 này, 13, 14 này, 15, 16 này, 17, 18 nhân vật này, 19 này, 20, 21, 22 này, 23, 24 này. Ok, 25, 26 này, 27, 28 này, 29, 30, 31 này, 32 này, 33, 34 này, 35, 36 này, 37 này, 38 này, 39, 40, 41, 42 này anh em ơi. 43 này, 44 này, 45, 46 này, 47, 48 này, 49 này, 50, 51, 52 này, 53. Rồi, tổng hết luôn là có 53 nhân vật bên trong hàng này anh em ơi. Rồi, bây giờ là phần bét nha, xem là có bao nhiêu con bét nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13 này, 14 này, 15, 16 này, 17, 18 này, 19 này. Ok, tổng hết luôn là có 19 con bé bên trong hàng này anh em ơi. Nói chung 19 là tôi thấy cũng khá là nhiều đấy. Bây giờ tủ đồ nha, xem là tủ đồ là có cái gì nha. Ui, vãi nồi, đầu mắng xa nó loạn nè anh em ơi. Gớm ghê ông nội. 233 mũ tóc cũng như là mũ anh em ơi. Ui, samurai, lông nhện cũng như là ma búp bê các kiểu luôn này. BTS luôn nè anh em ơi. Ok, thánh phòng này, với lại là phi vụ triệu đô nữa này. À, ma búp bê này, với lại là lãng khách tím nè anh em ơi. Ui, tuổi hồng thơ là cũng có luôn này. Gớm ghê ông nội. Quay, tóc chai hư nữa nè anh em ơi. Với lại tóc tóc cơ này và tay thói nam này. Ok, bây giờ là phần áo nha, để xem là có áo gì nha. 446 cái áo, trời ủ là trời. Tôi không hiểu là cái ạt này nó VIP như này ấy, nhưng mà có nhiều người vẫn bị lừa anh em ơi. Tại vì anh em cũng biết là từ xưa tới giờ là thanh niên Lâm này nó nằm ở dưới đáy xã hội anh em à. Trời ơi nghèo kinh điển luôn ấy. Nhưng mà vẫn có người mà kiểu bị lừa bởi vì cái ạt này quá VIP anh em ơi. Chắc là tôi nghĩ nó mang đồ VIP vô cũng như nó đi lừa anh em à. Bởi vì nãy tôi thấy là mới vô là mang đầu quỷ da so ấy. Nhưng mà các bạn cũng biết là bé Lâm nó cũng có quỷ da so này. Nhưng mà thanh niên này level 70 anh em ơi. Ạt bé Lâm là level như là chỉ có 30 mấy thôi anh em à. Vãi đồ thật sự luôn. Áo bóng trắng này, cũng như là áo thao quậy nè anh em ơi. Áo trái châu nữa này. Ui, quỷ kiếm và so này anh em ơi. Ok, áo khoác da biker này. Thì phần này chính là phần áo free rồi anh em ơi. Tôi nhớ không nhầm là phần áo này trong vòng quay vàng anh em mà. Nhưng mà cái hàng này 446 cái áo mà tôi thấy là áo trong vòng quay vàng nhiều kinh điển luôn ấy. Áo ma Canada Sukula luôn. Ok, bây giờ là quần nha anh em ơi. Thì tổng hết luôn tôi thấy là có 277 cái quần này. Đây, quần mắng xà nó loạn là tôi đang mang nè anh em ơi. Bây giờ tôi sẽ đi truy tìm là quần Hồng Thiên này cũng như là quần Thâm Hiểm nha. Để xem là có không nha. À, quần Anh Chàng Đang Yêu này cũng như là quần Trái Châu này anh em ơi. Quần phong cách stretch này. Đây rồi, quần Thâm Hiểm anh em ơi. Nhưng mà không có quần Hồng Thiên, trời ngủ là trời ảo ma Canada luôn. Ok, giày dép nha anh em ơi. Thì tôi thấy là có 260 đôi giày cũng như là dép
Thì bây giờ tôi sẽ đi truy tìm là đôi giày siêu hot cơ của tôi nè mà, giày tủ của tôi ấy. Đây đôi chân của thính phòng này, giúp Lào nè anh em ơi, giày trái châu này, giày phong cách stress này. Đây gọi anh em ơi, gửi lên trời có giày siêu hot cơ của tôi luôn, ngon lành anh em à. Giúp tôi ông này, giày vàng này, cũng như là giày thể thao là cuối cùng luôn anh em ơi. Rồi, bây giờ là phòng mắt kính với lại là mặt nạ nha. Mặt nạ ma búp bê này anh em ơi. Chú Hề cái kiểu là cũng có lúc này, được có lúc này. Mặt nạ vũ khí sinh học này. Ui, mặt nạ này tôi nhớ không nhầm ngày xưa mà tôi cày, tôi nói là toan luôn anh em ơi. Ở trong chế độ zombie ấy, vấy nồi cày tôi nói bỏ ăn luôn ấy. Ok, đầu quý da so này với lại là cái mặt nạ của thể cục 1-2 anh em ơi. Mặt nạ đầu lâu này. Rồi, bây giờ là mặt nạ nam nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15 này, 16, 17, 18 này, 19 này, 20, 21 này, 22, 23, 24 này, 25, 26, 27 anh em ơi, 28 này, 29, 30, 31, 32, 33. Tổng hết luôn là có 33 cái mặt nạ nam ở trong này nè mà. Đầu phun này, titan thiết giáp này, cũng như là bộ đồ đua xe này, gấu đầu gấu này anh em ơi, phi vụ judo này, phượng hoàng thép này, và sát thủ bạc này anh em ơi. Và cuối cùng chính là ninja thần hắc, nhầm, ninja thần chết anh em mà, tựu là trời. Hành động thì tổng hết luôn tôi thấy là có 54 cái hành động anh em ơi. Đây cũng có một số hành động mà phải nói là cực kỳ bá đạo luôn này. Và một cái hành động ở trong sân chờ này anh em ơi, hành động này nói chung là cũng uy tín này. Ok, sưu tập nha. Thì đầu tiên tôi thấy là có 65 cái dù lượng anh em à, được có ló luôn này. Cũng như là 82 cái ba lô. Vãi nồi toàn ba lô xịn không hả anh em ơi. Ba lô heo này, cũng như là ba lô gồng đen này. Ok, hồng sát thì tổng hết luôn là có 60 anh em ơi. Trời ơi là trời, hồng sát thánh phòng đâu có gì. Rồi xong, có cái nệt luôn anh em ơi. Hàng này thì nói chung là không có sky win nha. Thì tôi thấy là cuối cùng là 87 cây băng lướt này, có cả là băng lướt đô la luôn anh em ơi. Rồi phương tiện nha, để xem là có gì nha anh em ơi. Đây chính là dàn siêu xe bên trong hàng này anh em à. Nhưng mà nói chung là dàn siêu xe này mình đi đua với lại là dàn siêu xe của tôi thì thôi, tôi ép một cái lọt xuống mương ngủ dưới luôn anh em ơi. Rồi thông tin nha anh em ơi, xem là có gì nha. 248 cái avatar này, cũng như là 350 cái nền cũng được anh em ơi. Rồi cuối cùng chính là một số băng giả này còn dư này. Ui, không có đá chế tác anh em ơi, cũng như là hộp đá ma thuật luôn ấy. Phải nào gì. Rồi thì nói chung là tôi đã cho anh em xem xong là phần đầu nam của bên trong mạc của thanh niên giả mạo bé Lâm rồi anh em ơi. Tôi nhất định là phải tịch thu cái hàng này luôn anh em à, bởi vì mất công rồi để cho nó đi lừa người này người kia nó hơi to anh em ơi. Dám lấy danh của bé Lâm ra đi lừa người này người kia ảo thực sự luôn ấy. Ok, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Bây giờ xem là đầu nữ là có gì nha anh em ơi. Thì đầu tiên tôi thấy là tóc hỏa phụng này, phi vụ judo này anh em ơi, CG7 nữa này, đu được thế nhỉ. Đầu chim cánh cụt này, cũng như là đầu nữ thần quý phái này anh em ơi. Đầu mèo mèo nữa này, trời gấu là trời. Tóc báo đen, cái này tóc báo đời, bóp kiếp báo đen vậy anh em, xấu quái nồi luôn ấy. Phần áo nha anh em ơi. Thì bây giờ là có đầu gì ngon tôi sẽ ấn cho anh em xem, còn không ngon là sẽ lướt qua nha anh em ơi. Áo bé Lâm hay mang này, ui áo sơ mi trắng anh em ơi. Ok, phần áo nữ tôi vừa lướt có một xíu là tới phần áo free luôn anh em ơi. Phải nồi cực kỳ ít luôn ấy. Chắc là này nó không có đầu tư là đồ nữ nhiều rồi anh em ơi. Bây giờ là phần quần nha, xem là có quần gì nha anh em ơi. Váy ướt át là đầu tiên này, tôi sẽ đi truy tìm là quần hồng thiên cũng như là thám hiểm nữ anh em ơi, xem là có không nha. Ui, quần cô gái tao thu tôi vừa lướt qua nữa này. Đây rồi, quần thám hiểm nữ anh em ơi, nhưng mà không có quần hồng thiên rồi. Bây giờ là phần giày dép nha anh em ơi. Ok, đầu tiên tôi thấy là có tông của bikini chấm bi anh em à. Với lại là giày mặc phụ bóng nước này, giày kéo chiếu mu này, giày ướt át nè anh em ơi. Giày vàng này, cũng như là dép tổ ong này. Đù, cuối cùng chính là giày thể thao anh em ơi. Rồi bây giờ là mắt kính với lại là mặt nạ nha, để xem là có gì anh em à. Mộc lan này, được có ló luôn này, cũng như là mặt nạ kẻ chiếu mu này anh em ơi. Đù, cái sừng dành cho những người mà bị cấm sừng anh em ơi, trời gửi lên trời ảo ma luôn ấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9 này anh em ơi, 10, 11, 12, 13, 14, 15 này, 16, 17, 18 này, 19 này, 20, 21 này, 22, 23, 24 này, 25 này, 26, 27 này, 28, 29, 30, 31 này. Rồi, tổng hết luôn là có 31 cái mặt nạ nữ anh em ơi. Đầu phun thì bộ đồ chim cánh cụt này anh em ơi, cũng như là bộ đồ đua xe này, bộ thỏ siêu công nghệ này, gấu đầu gấu này, bộ đồ áo dài này anh em ơi, và bộ thần quyền này, quý bà có chết này, và cuối cùng chính là bộ đồ ác quỷ anh em ơi. Rồi ok, cuối cùng là tôi đã cho anh em xem là phần đầu nam cũng như là phần đầu nữ bên trong mạc của thanh niên giả mạo bé Lâm luôn rồi anh em ơi. Thì bây giờ xem là phần súng nâng cấp nha, xem là có súng gì mà gọi là level 7 không nha.
quý gì tông khoáng gì ổng nó ní trời gấu là trời. Ê ơi mà B40 level 4 anh em ơi, cũng như là AK47 là level 7 lúc này cuối cùng là một cây UMP level 3 anh em ơi, tụi cô ló lúc này. Rồi bây giờ là vô thẳng luôn phần khâu khí nha, xem là có gì nha anh em ơi. Đầu tiên là M41 tôi thấy là có 8 skin này được thế nhì, cũng như là AK47 tôi thấy luôn là có 10 này anh em ơi, AK gồng lửa các kiểu này. M14 thì được 7 skin này, cũng như là Sky tổng hết luôn là có 6 skin nè anh em ơi. Râu da tôi thấy là được 2 skin này, cũng như là Farmax thì tổng hết luôn là có 7 này cũng được nè anh em ơi. M8 thì tổng hết luôn là có 5 skin này, N94 thì tổng hết luôn là có 8 skin anh em ơi. Plasma thì tôi thấy là được 3 skin này, cũng như là AUG tổng hết luôn là có 5 skin này. Barafat thì duy nhất có 1 anh em ơi, và cuối cùng chính là 2 skin chim bối cá này. Rồi súng chưa tầm xa tôi thấy là ít kết đầu tiên là có 6 skin này, cũng như là SVD tổng hết luôn là có 2, chim gỗ kiến thì tổng hết luôn là có 3 anh em ơi, và cuối cùng chính là 3 skin là AC80 anh em à. Ok súng máy nha, mà 249 đầu tiên là có 3 skin này, cũng như là M60 tổng hết luôn là cũng có 3 skin này. Súng máy cóp thì duy nhất có 1 anh em ơi. Rồi bây giờ là phần tiểu liên nha. UMP đầu tiên là tôi thấy có 7 skin này, cũng như là MP5 thì tổng hết luôn là có 8 skin anh em ơi. VSS thì tôi thấy là được 2 skin này, MP40 thì tổng hết luôn là có 6 này, ui khẩu gù lục luôn này. B90 thì tôi thấy là được 7 skin anh em ơi. Thompson thì được 2 skin này, Vector thì cũng được 2 skin luôn nè anh em ơi. Mark 10 tôi thấy là được 3 skin này, và cuối cùng chính là 1 skin Bion này. Rồi bây giờ là phần shotgun nha, xem là có gì nha. M1014 đầu tiên thấy là có 4 skin và đang khẩu là chết chóc luôn nè anh em ơi, cực kỳ ngon luôn này. Spat thì tổng hết luôn là có 7 skin này, M1887 duy nhất 1 skin băng giá thôi anh em ơi, và Mark 7 tôi thấy là được 3 skin này, cuối cùng chính là 1 skin súng sạc này. Rồi súng ngắm là AKM đầu tiên nha, là có 2 skin anh em à. K98 thì cũng được 2 skin luôn này. Cuối cùng là 1 skin M82B thời gian anh em ơi. Đây chính là phần súng lục bên trong này nha. Ui vãi nồi, dạng súng lục này tôi thấy là cũng cười bắp kinh điển luôn ấy. Rồi cận chiến nha. Thì đầu tiên là chảo tôi thấy là có 13 cái chảo này, chảo đô la luôn nè anh em ơi. Dao thì cũng được 17 cái dao này, một cái đao cá kiếm nữa này. Ui có chỉ số là ngon nha anh em ơi, không phải free đâu, cái này mua bằng kim cương ấy. Ok ghẹo con trai tôi thấy là có 16 luôn nè anh em ơi, cũng như là kiếm katana tổng hết luôn là có 6 này. Ui kiếm katana công lý là có luôn nè anh em ơi. Lưỡi hái thì được 4 cây này, đù hai cái phi dao là cuối cùng, nhưng mà không có tiểu lý phi đao của bằng mẹ tao phi dép tông bay anh em ơi. Nắm đấm thì duy nhất một cái hỏa quyền này. Lựu đạn thì tổng hết luôn là có 31 trái lựu đạn anh em à. Tính ra là 31 trái là cũng được anh em ơi, tại vì theo như mà cảm nhận của tôi là 30 trái trở lên là cũng hơi bị nhiều, cũng ngon rồi đấy. Mà dưới 30 là ít anh em à. Bom keo thì được 19 này. Đây tôi cho anh em xem là toàn bộ những trái bom keo mà gọi là cực kỳ là đẳng cấp ở bên trong mạng này luôn nha. Và nếu như mà anh em trùng với lại là trái bom keo nào ấy thì comment phía bên dưới nha. Cảm ơn anh em nhiều nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ là phần cuối cùng chính là nỏ nha, xem là có nỏ không nha. Còn cái nịt, có cái nịt luôn gọi anh em ơi, trời ơi là trời. Mà biết chính thì tôi thấy là duy nhất có một này, và Galen cúng quân là một khẩu cuối cùng luôn ấy. Ok thì tôi đã cho anh em xem các tầng tập bên trong hạt của người giả mạo với Lâm rồi anh em ơi. Lúc nãy là mới vô tôi đọc cái tiểu sử là nó để cái gì mà đưa hạt cho nó rồi được lên TV cái kiểu anh em ơi, trong khi đó nó chính là người pha ke luôn ấy. Tới giờ tôi còn cay anh em mà, thì bé Lâm là nó biết cách đồng nhập cho nên là không cần tài khoản mật khẩu đâu anh em ơi, ID game một phát mồm là vô luôn ấy. Chắc là mình nghĩ thanh niên này không biết là bé Lâm biết cách đồng nhập rồi ấy. Ok tôi sẽ quyết định cũng như là tịch thu càng này cũng như là tặng cho anh em nha. Kiểu không tịch thu thì mai mốt lại đi lừa người này người kia anh em ơi, tôi tịch thu cũng như tặng cho anh em trên kênh còn sướng hơn anh em à. Bởi vì tôi thấy là anh em mắc ạc cũng khá là nhiều luôn ấy. Rồi bạn nào mà kiểu comment đi game phía dưới nha, may mắn tôi tặng cho một cái ạc nha anh em ơi, và tôi kết bạn cũng như là đưa ạc trực tiếp luôn nha. Rồi thì bây giờ tới phần câu hỏi mỗi ngày anh em trả lời đúng này, cũng như là mình tặng kim cương cho những anh em nào mà trả lời đúng luôn nha. Hãy kể tên một khẩu súng phá bom keo nhanh nhất trong game đó anh em, nhớ là trả lời đúng này cũng như là kèm theo đi game nha. Và đừng quên là lên shop cmobit.com của mình cũng như là quay kim cương nha anh em ơi. Đừng lên tôi phần comment cũng như là phần mô tả nha. Shop tôi là ít hai thẻ cũng như là 100% chú kim cương luôn ấy, nhớ lên ủng hộ tôi nha. Ok còn bây giờ thì bye bye anh em.